chú công nhận là con nói cái mạng chú rất là lớn luôn. Bị xe ben mà lao qua nửa người luôn mà. Nửa người luôn mà không chết. Phải nói là thằng chết quên chú rồi. Quên tên chú rồi. Chuyện lạ có thiệt luôn. Cái này là thực tế luôn á cô chú anh chị. Năm nay nó 5 6 năm rồi. Dạ, là cán chú nửa người luôn. Nửa người luôn. Bên nó cái cát nó tới vừa tới đây nè. Dạ. Nó không ra bể cái tim mình để lại bể cái thổi trên bên. Là xe ben. Xe ben cán. Trời ơi, cán chú nửa người luôn. Rồi. Là cái trong bộ phận mình là bác sĩ nói mình dập hết luôn hả chú? Gãy bảy bề sườn luôn. Gãy bảy bề sườn. Chứ thấy vậy đâu. Ồ, tức là cái nửa bánh xe ben là cán phần nửa mình chú luôn. Nhờ bảy cát chứ không có tinh lộ là tôi chết rồi. Trời ơi. Giờ lúc đó là cát nó lúng xuống ha, nó lúng xuống. Cũng may ha. Bởi người nó có cái số. Chứ nếu mà cái lỗ cứng thì về chắc dẹp luôn rồi chứ còn sống gì nổi nữa. Ờ, cái tay chú là bị sao? Tay là bị nhỏ lớn ha. Nhỏ lớn. Dạ. Cái tay giò nhỏ lớn. Dạ. Vậy cuộc sống hàng ngày là chú mưu sinh là đi bán vé số hả chú? Dạ. Chú gần đây không? Quê Trà Vinh thôi. Dạ, quê Trà Vinh. Rồi chú lên đây sống với ai? Sống mình à. Vợ con đâu? Không có. Chú không có vợ con. Lên đây giờ người ta cũng cho ở đậu luôn chứ không có lấy tiền luôn. Dạ, ở đậu luôn, không có lấy tiền luôn. Dạ. Ồ, thật cũng may á. Nếu mà con nghĩ cái lộ mà cứng chắc dẹp luôn rồi. Lộ rồi đó, như vậy là cứ chết rồi. Dạ. Là lúc đó là xe tải hay là xe ben? Xe ben đó. Xe ben nặng lắm à, bự. Nó đang chất cát lên luôn rồi. Trời ơi. Dạ. Là cán chú nửa người này luôn hả? Nó không thấy rồi, tôi cũng không thấy luôn rồi. Cái lúc đó là chú đang ngồi hay là đang sao? Cũng như đang dính nhóng lên cái tay áo nè, nó dướng cái bẩn của nó, nó đầu cái lũi vô. Yeah. Nó không thấy rồi, tôi cũng ấy rồi. Vì cái người kế bên đó, nó thấy nó la kêu nó ngừng rồi. Chứ ấy rồi đâu. Nghe giỡn ốc luôn á. Được, nghe nói dẫn ốc á. Yeah. Ở có mấy ông cậu xe ben nó cán lật xe ben luôn, mấy ông kia còn tin đó. Lật xe ben hả? Hiểu nó chơi. Dạ, ý nó chơi thôi à. Đó. Chứ xe ben mà nó cán người đó. Thì chịu gì nổi. Chịu nổi. Mà còn cái này là hên là lúc đó là chú đang ngồi ở trên cát. Là cán lúc đó là mình lúng xuống. Lúng xuống ha. Luôn luôn mới sống nổi chứ bình thường. Bởi mấy ông bác sĩ ở Chợ Gãy nói tôi có mình mạng, có mình ông á. Dạ đúng rồi, con cũng nghĩ vậy có, luôn. Có mình một đó là còn sống rồi, còn nhiều chết hết rồi. Chứ xe ben mà cán mà lên là nửa người luôn mà còn vẫn còn sống. Dạ. Dạ. Nói không ai tin luôn á. Bởi thiệt, theo con nữa. Tới mặt mày cũng không có dính gì hết. Dạ. Bể trơn lép bên luôn. Là la lách mình ấy phổi là hư luôn hả chú? Phổi hư sao sống ta? Bởi vì phổi hư hết bên á. Hư bên phổi. Dạ. Dập, như nó đè ép dập thôi. Dạ. Đó. Nó thiểu không có ấy mà nó dập. Hên cái là không nghe tim ha. Hên á, nghe không nghe tim. Dạ. Chú này là người xe ben cán, cán nửa người luôn. Xe ben cán nửa người luôn á. Mà không ôi chết. Với ông bắn nước rồi. Dạ. Chứ ấy người nước giống không. Ồ, xe ben cán nửa người. Cái bà người bên đó là coi như là nó giờ còn cử động được không chứ? Cái tay bên đó. Cái tay bên đây thì không cử động, bị hồi nhỏ lớn rồi. Cái tay chú là có tạc nhỏ lớn. Nhỏ lớn. Đúng là nói cái chuyện mà xe ben cán nửa người mà không chết là không ai tin luôn á. Bởi vậy thiệt, có vòng vòng, bởi mới vòng vòng rồi, mấy ông xe ben nó cán còn nó không chết. Chú không có vợ con gì luôn hả? Dạ, là quê ở Sóc, ở quê ở Trà Vinh. Dạ. Dạ, lên đây một mình. Là hồi đó giờ có vợ con hay là chưa có từng, chưa có từng, chưa từng có vợ con? Dạ. Còn bà già, giờ về ở với bà già. À, vậy là mẹ. Phải mấy 80 rồi. Mẹ chú là đang ở đây. Ở hai mẹ con. Không, người có mẹ là ở dưới. Dạ, ở dưới thì còn ai nuôi? Còn mấy đứa em. Mấy đứa em nuôi ha. Dạ.
Chú lên đây bao lâu rồi? Lên đây cũng có trời ơi, chục mười mấy năm rồi. Dạ. Vòng đây chú bác, vòng đây không à? Quá lâu rồi. Dạ. À, mình bao lâu mới về quê chú? Có một chuyện gì dưới về hết. Dạ. Dạ. Một ngày vậy là chú bán được bao nhiêu tờ? Được 200. 200 tờ. Dạ. 200 tờ thì mình lời cũng được 200 ngàn. Chi phí ăn uống 100. Còn 100 ngàn. Dạ. Mình có gửi về nhà cho mẹ gì không? Dạ. Có một chuyện gì về dưới đưa cho bà già bà đi đám thì tiệc. Dạ. Rất là tội nghiệp của chú anh chị, rất là tội nghiệp chú luôn. Nuôi mẹ già 80 tuổi. Mẹ chú là 80 ha, bà 80 rồi. Dạ. Nên là 79 rồi. Dạ, là. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 53 rồi, bởi 58. 58 tuổi. Dạ. Lúc mà xe tải cán, xe ben cán chú là 52 tuổi, là 6 năm rồi ha. Bây giờ mình trong người mình có biến chứng, có đau đớn không gì không chú? Không đau đớn gì nữa. Bình thường nè. Con nghĩ con mà suy nghĩ lại cái cảm giác mà cái xe ben mà nó cán lại mà không chết luôn là dữ luôn á. Không ai tin nổi. Cái thằng chạy thường đây mà cái năm nay không gặp nó là cái anh em ngồi nói chuyện chơi dữ luôn. Dạ. Lúc đó là chú đang ngồi ngoài sau cái bánh xe hả? Rồi xe nó ve lại. Nó nhích tới. Nhích tới rồi tôi đứng. Đứng lên. Mời đưa cái chỗ nữa mua cái vừa đưa đứng cái tà áo. Vậy là dính tà áo vô rồi lúc đó mình mới té xuống. Nó nhủi vô cái ở đây mấy có mấy người ở ngoài á la. Cái nó mới ấy. Là lúc đó là cán qua luôn hay là không, nó mới cũng như mới nhích tới à. Nó mới bò tới vậy thôi. Dạ. Yeah. Mà nó vẫn cán lên người luôn rồi. Thì nó nhích tới cái mấy người này là thôi lúc là ve lại. Lúc là chú bị lúng xuống. Lúng xuống này cũng như cái cà dướng này dướng ngay dọc cái lúng đó. Dạ. Yeah. Cũng như mới dập thôi chứ. Cái lúc mà mình bị mà cán rồi lúc đó là cái chú cái nó có bị cái gì lập tức không, giống như chú bị xỉu vậy? Chở đi qua mấy chú Đức đó là tôi còn tỉnh luôn đó. Còn tỉnh. Có hai người đi thăm bệnh cho tiền tôi luôn. Nói tôi lẻo vậy, nói tôi chết luôn. Dạ. Tới việc tôi sống rồi bắt đầu có cái giật mình luôn. Dạ đúng rồi, nếu mà không có ai suy nghĩ mà xe ben mà cán lên người mà còn sống. Đó. Bị gì nó đi thăm bệnh. Nó đi thăm bệnh cái tôi quen nó đó hả? Dạ. Ấy tính đâu ra ông chết không? Đột hồi ông sống. Không ai dám tin nổi cái cảnh này luôn. Đúng là người có cái số hả chú? Dạ. Số là chứ ai nghĩ mà xe ben mà cán lên là bây giờ là cái bên một phía bên cơ thể của chú là phổi rồi là hư hết luôn. Ừ, mà trung tâm này mà cứ thở mà gọi khu hồi đó ta nhiều. Dạ, thở hơi mệt hả chú? Dạ đúng rồi, tại vì hư hết một bên rồi. Sự rất là tội nghiệp cho chú của chú anh chị. Chú tên gì chú? Chú gì? Chú Cội, rất là tội nghiệp cho chú Cội của chú anh chị, cán mà xe ben mà cán nửa người luôn mà chú còn sống. Tình hình sao chú, cái vụ này chú thấy sao chú? Không có gì, thấy cũng bình thường đi. Tôi ở yêu cầu tôi đi bán được yêu cầu đi bán vậy nó thoải mái giống gì. Xe ben cán nửa người luôn á. Xe ben cán chú nửa người luôn hả? Đây này chú Cội này là bị xe ben cán nửa người luôn cả nhà. Không chết à. Chuyện lạ không? Chuyện lạ hi hữu quá. Lạ luôn á. Mấy bác sĩ ở Trà Gãy nói tôi là cúng mình ông á. Cúng mình ông là rồi. Mà lúc đó là xe ben chở cát đầy luôn hả chú? Chở vừa chở cát lớn lên rồi mấy người kia nó vừa xuống rồi nó còn đưa với chú nữa đó. Cái mạng chú công nhận là con nói cái mạng chú rất là lớn luôn. Bị xe ben mà lao qua nửa người luôn mà. Người sao? Luôn mà. Không chết. Phải nói là thằng chết quên chú rồi. Quên tên chú rồi.
chuyện lạ có thiệt luôn. Cái này là thực tế luôn á cô chú anh chị. Xe bên lao qua nửa người luôn nha. Chú đang bị dẹp dẹp luôn á, dẹp dẹp mà vẫn chú may mắn là lúc đó là trên cái miếng đất là cát cho nên chú bị lún xuống, lún xuống á, lún xuống á, là chú hên là vậy. Nếu mà con nói đất này là tiêu liền, nó dẹp luôn à. Tôi nói rồi không tin nữa, hỏi cái ông bán đó, hỏi vòng vòng lên. Dạ. Biết rồi. Đúng rồi, dưới nó cát nó lún á, nó lún xuống đấy. Cho dù lún nhưng mà cái mạng rất là lớn, cái mạng chú lớn lắm luôn. Chứ bình thường mà ai nghĩ mà nguyên một chiếc xe ben mà đang chở cát mà cán mình qua nửa người mà lại còn sống. Bởi vì có ông cậu ông nói ông về cái ông nói chơi mấy ông kia ông xe ben nó cán mà nó thích lật xe ben nữa mà. Trời ơi. Còn hơn. Hiện tại bây giờ là cái tay chú hồi nhỏ lớn. Cái tay này tay là bị tạc. Cái tay giò hồi nhỏ lớn. Còn thực tế là chú cán qua nửa người, nửa cơ thể luôn. Nào. Lá phổi thì chú bị hư hết rồi. Chú hỏi bên này à, hư nha. Hư hết rồi chú. Dạ, lúc đó là bác sĩ nói chắc dập hết luôn hả chú? Rồi nó dập bên, dập thôi, nó đè ép dập thôi. Dạ. Ba trường cũng nó dập thôi chứ nó không có gãy. Dạ. Bảy cây là ba trường luôn. Gãy bảy cây. Bảy cây ba trường. Dập luôn bảy cây. Không thể nào mà xe ben mà chứ phải là đơn giản đâu. Nó mà không có chở thôi, nó mà bình thường ở xe hơi du lịch nãy giờ cán qua là mình cũng mấy mệt rồi đó. Xe ông đá thôi mình đá thôi mà mệt rồi chứ được. Còn cái này là nguyên một chiếc xe ben. Đó. Nguyên một chiếc xe ben mà cán qua nữa thì chú này luôn mà không chú không sao luôn chứ bác. Quá trời chuyện lạ này không ai dám tin luôn á. Được. Nói ra tôi nói ra cứ rồi đây là nó nói ra nhiều người nói xạo đó. Đúng rồi. Nói xạo, đúng mình rồi. Nói xạo đó. Bình thường không ai tin nổi đâu xe ben mà cán qua mà đang chở cát nữa. Vòng vòng đây. Đang chở cát nữa mà cán qua lại không chết. Nói chung ông bà đè che chở cho chú dữ lắm luôn á. Tôi nói như cái người đang tìm kiếm. Dạ. Ông nên chết. Mình sống vậy mình nuôi con mình thứ này. Dạ. Rồi chú có muốn gửi là gì đến cái người mà vợ của cái anh mà nhảy cầu anh Hăng không? Trời, tại vì gần 3 ngày mà người vợ chưa xuất hiện luôn. Đứa con và không người dám chồng. Tôi nói là không bao dạ. Mà không dám hiện dạ. Cái thằng lại đây bên kia đâu có chết. Dạ. Con thấy là bên bên nội thì cũng không có bình thường à, tại vì chỉ còn có bà nội với một đứa con à, đó. Mà bây giờ ba ngày mà vẫn chưa lại đây thắp cho chồng cho con một nén hương để cho vong hồn của hai cha con á mau mau nổi lên. Sợ quá. Ở tôi nói là cứ là tôi lường ông người lường ông mà nó đã quấn bà dạ. Thấy là tôi quấn liền. Sự rất là tội của chú chị. Tội cái lớp tội đứa nhỏ thôi. Anh Hăng này theo anh biết là cũng còn rất là thương vợ. Thương lắm. Cái lá thư cùng khi là vợ yêu đó mà. Cái lá thư á. Lúc mà ảnh chết á, ảnh phóng xuống cầu á, ảnh có ghi lại một cái lá thư thiệt mạnh á, gửi lời cho vợ. À, chú có số điện thoại không? Biết đâu sau cái đoạn clip này thì có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đó có thể mà giúp cho chú một phần nào đó rồi con liên hệ với chú thì sao? Số điện thoại 09 dạ 097 dạ chú đọc đi 097 4068 rồi 137 097 4068 137 dạ. Thì chú là chú nói chú tên gì tao quên rồi. Chú Cội, đúng rồi, chú Cội. Công việc hàng ngày của chú là bán vé số. Dạ, biết đâu thì tụi con đăng cái đoạn video này thì trong đó có ông bà của chú trong nước ngoài nước thấy cái hoàn cảnh của chú như vậy đó. Chuyện lạ không thể nào mà tin nổi luôn á. Xe ben cán qua nửa người. Thì một phần là chú không có vợ con. Nuôi bà già 80 tuổi. Tay thì bị tặc nhỏ, tặc hồi nhỏ chân, lớn. Chân cũng bị luôn á chú. Dạ. Bị chân tay luôn nha quý anh chị, chân tay luôn.
leo cái về mấy nó không chuột, thì nó không chuột. Dạ. Thì con cũng rất mong thì chú sẽ có duyên đến ông bà của chú Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước, có thể giúp chú một ít quà gì đó. Dạ, chú cội 58 tuổi lúc là chú ở gần đây không chú? Tại Vinh rồi. Chú ở Trà Vinh, nhưng mà ở khu vực này nè, khu vực này chú ở đâu? Ở giờ ở bên Nam Màu Quan đó. Em 38 biết không? À, mình coi nếu mà có ông bà của chú á có giúp đỡ thì có số điện thoại chú hồi nãy đọc đó, thì mình điện liên hệ cho chú. Chú đi bán vé số vậy là tới mấy giờ mới về? Tới chiều mới về, vì mình ở đậu người ta, mình ở bển. Rồi đây qua đây tới chiều mới về không ạ? Hồi đó thì ở đây. Dạ. Cái người giúp đỡ cho ở thì hồi đó ở đây, bây giờ bển. Dạ. Ngay chỗ đó là chú thuê ở hay là sao? Người ta cho ở, à, cho ở không, không đúng không? Không lấy tiền ở không? Đây người ta thuê. Dạ. Người ta mới mướn nhân công làm. Dạ. Cho tôi ở chung với nó luôn. Dạ. Chiều về cũng không đúng coi tiền cơm luôn. Dạ, giờ chú bán hết chưa? Ờ, chắc mới giờ này hết rồi chứ. Chắc có lẽ là tà thường chú á. Tà thường. Dạ. Cái chục hôm nay rồi. Dạ. Chứ 200 tờ mà mới có giờ chắc sáng mà chú bán hết rồi. Là ta cũng thương chú lắm á. Thì một phần là chú bị tặc quyền đó của chú anh chị. Chị cái ông mất nước mà. Đó, mà ở lại đây không à. Dạ. Mình bán giờ này hết sớm quá, mình có lãnh thêm hay là mình về nghỉ có, chú? Có người lại đưa cho vài chục nữa. Dạ, mà lãnh ít ít ha. Dạ, là, là tức là từ ngày hôm qua tới giờ là chú bán được 200 rồi. Mới bán sáng rồi thôi chứ, chiều hôm qua về là nghỉ chứ không có... Rồi, vậy là mới bán nhất sáng buổi sáng này thôi. Vậy là 200 rồi. Rồi, rồi. Nhanh đó. Nhanh, tại ta thường chú á. Thường là chú bị tặc tay chân luôn của chú anh chị. Vì tối trời đi cướp giật á. Dạ đúng rồi, mình hạn chế cái đó hả chú? Tại vì ở Sài Gòn này rất là phức tạp luôn. Mình phải hạn chế. Với mình đang bị, mình có tặc nguyền á. Nó giật chú cái là xong luôn. Mất vốn luôn. Mất vốn. Dạ, mất vốn luôn. Thì vậy đó, chiều về là nghỉ à. Dạ. Chú bán là vòng vòng cái đoạn này không hả chú? Đoạn đường này từ Khánh An về đây, từ ngay chỗ đèn xanh đằng đó quẹo về đây vậy. Dạ. Mà đấy là chú bán gần cái đoạn cầu Bình Phước này, đấy là chú có thấy cái trường hợp giống cái trường hợp hai cha con cái ý không thấy giận hờn này kia rồi ổm có công an nó bắt có thằng nó cũng vậy đi phóng chồng cái thằng kia níu níu lại rồi kêu công an thì công an bắt đi là cứu được hay chú cứu được. Dạ. Đây chú cầu này nghe nó chết nhiều lắm. Dạ. Đó giờ ống trong cái tự tử. Dạ. Cầu này không ạ. Dạ. Mình tội là cho bé 8 tuổi nè. Tội là tội cho đứa nhỏ thôi. Dạ, mới có 8 tuổi thôi, có đâu có biết gì đâu. Dạ. Tội là tội đứa nhỏ thôi chứ lớn thì đâu có gì. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nha chú. Rồi. Dạ. Cảm ơn chú đã chia sẻ. Dạ. Dạ thì thôi Mạnh cũng xin kết thúc cái video này của chú anh chị. Nếu mà chú anh chị mà cảm thấy mà có duyên cũng như là thương chú á, thương chú cội á, chú bị tật nguyền tay chân luôn, sống một mình, nuôi mẹ già 80 tuổi nhưng không có nuôi trực tiếp, mẹ già thì đang ở quê ở Trà Vinh, chú thì đang sống ở trên đây ở trọ nhưng mà người ta không có lấy tiền tại vì ta thương á, chú có tật nguyền á, nhiều gì ăn cũng không tốn luôn. Dạ thì một phần đó là chiếc xe Ben cán chú nửa người luôn mà chú, nói chung là ông bà che chở chú đã vượt qua, không có bị gì hết, chỉ có bị là nói chung bộ phận cơ thể nửa bên thì nó bị hư hết rồi đó. Thì Mạnh cũng nếu mà cô chú anh chị có duyên cũng như là thương chú thì muốn chia sẻ giúp đỡ gì đó thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Mạnh hoặc là số điện thoại của chú mới đọc lên đó, thì Mạnh sẽ trao những cái phần yêu thương của quý ông bà của chú anh chị đến tặng tay của chú cội. Thì thôi cái clip này Mạnh cũng xin kết thúc. Thì quý cô chú anh chị cho Mạnh xin một like cũng như là cô chú nào chưa đăng ký kênh thì cho Mạnh xin một lượt đăng ký. Mạnh cũng chúc tất cả quý cô chú anh chị gia đình bình an và hạnh phúc. Mạnh xin chào. Rồi con chào chú nghe chú. Rồi.